Xin chào các bạn, lại là mình Lê Anh Nuôi đây. Bữa trưa hôm nay bộ đội ăn món rau bắp cải luộc, thịt bò xào cần tỏi, lạc rang muối và nem rán. Thực phẩm chỗ mình sẽ được một đồng chí tiếp phẩm đi chợ mua và đem vào từ 7 giờ sáng. Loại rau bắp cải này thì mùa đông thỉnh thoảng có bữa xào, còn mùa hè này hầu hết là ăn luộc cho mát. Chứ thời tiết nắng nóng này mà ăn bắp cải xào thì cũng khó ăn. Luộc bắp cải xong thì mình sẽ đem rang lạc, nhiều nơi còn gọi là chiên lạc ấy. Tiếp đến là mình làm nhân của món nem rán, gồm có mộc nhĩ, miến rong. Hai loại này cần phải ngâm nở thì mới thái được. Còn cà rốt, hành tây thái hình hạt lựu, hành lá và rau mùi thái nhỏ hoặc băm nhỏ để lấy mùi thơm. Sau đó mình nêm gia vị, đập thêm 3 quả trứng gà rồi trộn đều nguyên liệu với nhau, để 30 phút cho ngấm đều gia vị. Gói nem thì mình sẽ nhờ một đồng chí cùng làm gói cho nhanh, còn mình thì đi chế biến các món ăn khác và chuẩn bị dầu, chảo để rán nem. Chứ nếu mà mình ngồi vừa gói vừa rán thì sẽ bị muộn giờ, vì đơn vị mình ăn rất sớm, 10:30 đã ăn trưa để đi làm nhiệm vụ rồi. Mình sẽ rán nem nhỏ lửa, đến khi chín vàng đều như này thì mình sẽ cho ra một cái rổ để cho ráo dầu rồi đem chia ăn. Cuối cùng là món thịt bò xào cần tỏi. Mình phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào đảo hơi tái, nêm gia vị và cho các loại rau vào đảo, đến khi chín hẳn thì tắt bếp. Chế biến xong thì mình sẽ tiến hành chia ăn, rau riêng một ngăn, thịt bò riêng một ngăn, còn lạc và nem để chung một ngăn. Cái ngăn nhỏ kia để đựng nước chấm, ai ăn sẽ tự lấy ngoài bàn ăn. Đó, vậy là mình đã xong bữa trưa nay cho bộ đội với tiêu chuẩn 26.000 đồng một suất. Các bạn thấy bữa nay thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment cho Lê Anh Nuôi và mọi người cùng biết với nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.